Từ Hài Nhi bắt đầu nhập đạo chương 292, công pháp tăng cấp 2. Nâng cấp công pháp, cần phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết, nếu chỉ một hai loại công pháp thì không sao nhưng nếu số lượng tu luyện nhiều, chẳng lẽ có thể nâng cấp từng loại công pháp, phải tốn bao nhiêu tâm sức và thời gian, vài chục loại thôi. Lý Hạo tùy tiện đáp. Cầm bút đã viết xong loại công pháp đầu tiên. Thạch Phu Bách Luyện, bản nâng cấp của Kim Phu Bách Luyện. Bản gốc là công pháp hạ phẩm, dưới sự nâng cao của nhục thân đạo lục đoạn, Kim Phu Bách Luyện đã được nâng cấp thành công pháp thượng phẩm, đủ để luyện thể đến mức ngang với kim loại. Mặc dù cùng là cảnh giới tông sư nhưng thể chất của Lý Hạo dưới sự hỗ trợ của những công pháp luyện thể này, không chỉ mạnh hơn tông sư bình thường gấp 10 lần. Ngoài ra, Lý Hạo còn viết cả bí quyết của công pháp, Kim Phu Bách Luyện, Kim Cương, có thể bùng nổ tức thời, phòng ngự toàn thân tăng vọt gấp nhiều lần. Nếu chỉ trong thời gian ngắn, hiệu quả của nó miễn cưỡng có thể coi là bất hoại cảnh của tam bất hủ nếu đợi đến khi hắn đạt đến bất hoại cảnh lại thi triển bí quyết kim cương thì phòng ngự sẽ càng khủng khiếp hơn bí quyết này cũng không phải của thạch phu bách luyện vì vậy hắn cũng không coi là vi phạm lời nói trước đó của mình dùng công pháp của lý gia còn về sự nâng cao thể chất mà các công pháp luyện thể như thạch phu bách luyện mang lại hắn không thể từ bỏ được vì vậy chỉ có thể dùng sự đền đáp hậu hĩnh hơn này để bù đắp. Vài chục loại, Lý Hồng Trang nghe lời Lý Hạo nói, không khỏi ngẩn ra. Nàng nhìn khuôn mặt của Lý Hạo, dưới ánh lửa, nghiêm túc và chăm chú, không giống như đang nói đùa. Nàng có chút thất thần, 14 tuổi tu luyện đến thiên nhân cảnh, còn nắm giữ hàng chục loại công pháp, những năm nàng không ở nhà, rốt cuộc Lý gia đã bồi dưỡng ra một yêu nghiệp gì vậy, đột nhiên, sắc mặt Lý Hồng Trang hơi thay đổi đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài doanh trại trong màn đêm có những thứ giống như đám mây đen dường như đang đung đưa giống như bóng tối lay động trong rừng xem ra là biết chúng ta rút quân rồi ánh mắt lý hồng trang tràn đầy sát khí tay nắm chặt chui kiếm cắm bên cạnh lý hạo cũng ngẩng đầu ngừng viết gió thổi qua có mùi tanh hôi là yêu ma ngươi ở đây đợi ta đi chút rồi về ngay lý hồng trang đứng dậy dặn dò một câu, rồi đi về phía màn đêm. Lý Hạo không thực sự định ở đây chờ, thần hồn của hắn bay ra từ phía sau, màn đêm trong tầm mắt của thần hồn rõ ràng như ban ngày. Hắn nhìn thấy trong rừng cách doanh trại hàng chục dặm, đều có bóng dáng yêu ma đang lao đến, những luồng sóng ngầm dâng lên, tràn qua cây cối và đá núi trong rừng, lặng lẽ tiến đến gần. Số lượng không ít. Lý Hạo lập tức cất bút và giấy ghi chép công pháp, đưa cho nhậm thiên thiên, giúp ta giữ cẩn thận. Nhậm thiên thiên nghe lời Lý Hồng Trang nói, sắc mặt đã thay đổi, căng thẳng nói, thiếu gia, người cũng đi sao, người ở lại đây, phong gia sẽ âm thầm chăm sóc ngươi. Lý Hạo liếc nhìn miếng thịt bọc lá cây, hơn nữa hắn còn chưa ăn tối. Cười với thiếu nữ, Lý Hạo lại xoa đầu tiểu bạch hồ, sau đó đi về phía trước. Trên đường đi, hắn hơi giơ tay lên, khắp mặt đất, từng thanh đoạn kiếm vỡ vụn, đều tụ về phía hắn một trong số những thanh kiếm hỏng không quá nghiêm trọng, bị hắn nắm trong tay, những thanh còn lại thì theo bóng hắn tiến về phía trước. Lý Hồng Trang, đại quân đều rút rồi, ngươi còn dám ở lại, muốn chung cùng những tên lính kia sao, bọn chúng đều ở trong bụng ta, ngươi đến đây này, ngoài doanh trại, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm như hổ, lộ ra sát khí dữ tợn và sảng khoái. Rõ ràng, có thể bắt được cơ hội ngàn năm có một này, khiến nó khá vui vẻ. Si hổ quân, Lý Hồng Trang mặc một bộ chiến giáp màu đỏ, tay cầm thanh kiếm dài ba thước, bước ra khỏi doanh trại, khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng lộ vẻ lạnh lùng, lần trước để ngươi chạy thoát, chúng ta đang chờ ngươi đó. Ha ha, ngươi tưởng ta sẽ đến một mình sao, phi bằng, ra chào vị thiết nương tử này đi, trong bóng tối là một con hổ yêu to lớn toàn thân quấn đầy xiên xích, mặt lộ vẻ dữ tợn. Cùng với tiếng gầm của nó, trong màn đêm đột nhiên xuất hiện một đám mây đen. Vút, Vô số lông vũ đen đột nhiên bắn ra từ giữa không trung, như mưa tên bắn về phía Lý Hồng Trang. Lý Hồng Trang nhón chân, nhẹ nhàng lùi lại, tránh khỏi những chiếc lông vũ đen như thép này. Nàng ngẩng đầu nhìn con quạ đen to như ngọn đồi, trong mắt cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Dết, si hổ quân gầm lên, phát lệnh xung phong. Trong vùng hoang dã xa xa, mặt đất trung chuyển, vô số yêu ma chạy đến, lao về phía quan ải này. Trước quan ải, chỉ có một bóng dáng nữ tử mặc đồ đỏ tay cầm kiếm đứng đó ánh mắt lý hồng trang lạnh lùng không hề lùi bước hơi thở trên người dần dần tích tụ như một cơn gió bão đang nổi lên vút 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 vô số phi thạch xương độc nhanh chóng ập đến từ trong rừng dưới sự thúc đẩy của yêu ma thập ngũ lý cảnh tràn về phía doanh trại ngoài ra một số yêu vật phát ra những tiếng trích kỳ lạ chứa đựng sự tấn công của thần hồn kích động trên người Lý Hồng Trang. Một thần hồn màu vàng hiện ra sau lưng Lý Hồng Trang, hai tay kết ấn niệm chú, đột nhiên hét lên một tiếng, như tiếng chuông lớn rung động, đánh tan hết những yêu thuật này. Đồng thời, thần hồn vẫy tay, cuốn lên một cơn gió lốc, thổi tan sương độc trước mặt. Trước đây khi có quân đội, nếu không có nàng trấn giữ, chỉ riêng những yêu thuật này cũng đủ khiến quân đội thương vong thảm trọng. So với những yêu vật như thủy triều này, sự chú ý của lý hồng trang vẫn luôn tập trung vào hai đại yêu kia rất nhanh vô số yêu ma ập đến như làn khói đen cuồn cuộn như thú dữ hung tàn trên dưới trời đất đều bao phủ như muốn nhấn chìm bóng dáng màu đỏ kia nhưng đột nhiên tiếng kiếm rồng ngâm vang lên thanh kiếm xanh ba thước bùng nổ ánh sáng biến thành một thanh kiếm khổng lồ đột nhiên chém vào giữa đám yêu ma trong nháy mắt vô số yêu ma bị tách rời cơ thể nổ tung nhưng số lượng yêu ma cực kỳ đông đảo lý hồng trang nhanh chóng bị bao vây nàng liên tục vung kiếm chém giết những yêu ma này toàn thân chống đỡ ánh sáng vàng ngăn cản một số đòn tấn công của vật thể đột nhiên một chiếc lông vũ đen lẫn trong đám yêu ma bay đến ánh mắt lý hồng trang hơi ngưng lại đã có phòng bị đột nhiên vung kiếm chém tới thi triển kiếm thuật hải vô nhai của lý gia đoạn gian kiếm phong cực mạnh như muốn chém nát mặt đất chém tan đám lông vũ đen đó. Cùng lúc ấy, một luồng gió tanh tưởi ập đến, si hổ quân giết đến trước mặt, thân hình to lớn, chỉ riêng bàn chân hổ đã to bằng thân hình nhỏ nhắn của Lý Hồng Trang, hung hăng đạp xuống, lòng bàn tay có ánh sáng tím lơ lửng, có tia chớp nổ tung. Lý Hồng Trang nhanh chóng vung kiếm đỡ nhưng vẫn bị một kiếm này đánh lui. Phi bằng trên không trung đột nhiên tấn công, phun ra một ngọn lửa đỏ vàng, tốc độ còn nhanh hơn cả tên, bắn về phía vị trí Lý Hồng Trang lui về. Ánh mắt Lý Hồng Trang lóe lên ánh sáng vàng, thi triển một công pháp khác, ly nguyên, trên lưỡi kiếm của nàng đột nhiên bùng lên ngọn lửa, nàng vung ra, chém tan ngọn lửa đỏ. Ngay khi nàng ra tay, đột nhiên một tiếng hú sắc nhọn lao tới, thanh thế rất nhanh, giết ra tiếng nổ. Thì ra từ trong đám yêu ma, một con trư yêu có nanh công nhọn lao ra. Khi nhìn thấy con trư yêu này, đồng tử của Lý Hồng Trang hơi co lại, nhận ra thân phận của nó là lục nha chập trư cùng cấp với si hổ quân, nghe nói có huyết mạch của yêu vương đương khang. Cổ xưa lúc này, đối phương bắt được sơ hở khi nàng ra tay, đột nhiên nổi giận, nắm bắt thời cơ này cực kỳ chuẩn xác. Ánh sáng lạnh trong mắt Lý Hồng Trang bùng lên, toàn thân đột nhiên cuồn cuộn khí huyết, một tay khác đột nhiên tung nắm đấm, bùng nổ quyền uy vô địch. Rõ ràng là bán bộ vô địch quyền. Chỉ là, nàng chưa tu luyện đến đỉnh cao, dù sao thì chỉ có vị lão gia tử kia mới hiểu bước đỉnh cao thực sự. Không phải là đối phương không dạy, mà là nàng không thể thi triển được tinh túy của nó, dù sao thì đây cũng không phải là công pháp tông sư do chính nàng lĩnh ngộ. Tầm một tiếng, cơ thể nàng bay ngược trở về, thế quyền bị phá, dù sao cũng là ứng phó vội vàng với một đòn tích lực, lúc này khí huyết toàn thân cuồn cuộn, nàng bị thương nhẹ. Si hổ quân và phi bằng nhanh chóng tấn công dữ dội, không cho lý hồng trang có cơ hội thở dốc lý hồng trang không kịp giữ tay nữa giải phóng bất suy chi lực nàng đã bước vào bước thứ ba trong tam bất hữu cảnh bất suy cảnh lúc này lực lượng bất suy xuất hiện khí huyết toàn thân đều bị áp chế lực lượng cuồn cuộn hung mảnh tuôn ra từ trong cơ thể sắc mặt nàng lạnh như băng đối phương cố ý để phi bằng xuất hiện chỉ muốn làm tê liệt nàng khiến nàng tưởng rằng chỉ có chúng đến thực tế lại còn liên kết với con trư yêu kỳ. Vút, đột nhiên, tiếng xé gió đột nhiên ập đến từ phía sau. Sắc mặt Lý Hồng Trang hơi thay đổi, tưởng rằng còn có phục kích, nàng nhanh chóng liếc mắt nhìn nhưng lại hơi thất sắc. Chỉ thấy mấy thanh phi kiếm bay tới, bắn về phía hai con đại yêu đang lao đến nhưng bị chúng vỗ nát bằng một móng vuốt. Những phi kiếm này vốn đã bị tàn phá, mặc dù bảo thiết rất cứng nhưng không thể chống lại lực lượng của đại yêu còn có người khác sao, ba con đại yêu nhanh chóng nhìn về phía sau, ánh mắt si hổ quân lập tức trở nên dữ tợn, thật không ngờ còn có một tiểu quỷ thối, thiên nhân cảnh ư. Muốn chết, chúng đều nhìn thấy, một thiếu niên cầm kiếm đơn độc đi tới. Lật tung tất cả lều trại cho ta, si hổ quân gầm lên, để khỏi có người ẩn núp, giả thần giả quỷ. Đám yêu ma lập tức tràn vào doanh trại từ khắp nơi, đối với lá cờ chiến cắm ở biên giới, chúng coi như không thấy. Một số lều trại đã bị xé nát, phá hủy trong nháy mắt. Lý Hồng Trang thấy không phải là tập kích, mà là Lý Hạo ra ngoài hỗ trợ, sắc mặt nàng hơi thay đổi, tức giận nói, "Nhanh về đi, ba con đại yêu cùng cảnh giới, nàng cần toàn lực ứng phó, không có thời gian để ý đến Lý Hạo." "Không sao, ngươi cứ lo việc của ngươi." Lý Hạo bình tĩnh đáp. Lý Hồng Trang lập tức tức giận nhưng ngay sau đó liền nghĩ đến Lý Hạc đang ở trong bóng tối có hắn ở đó thì Lý Hạo sẽ không sao, trừ khi có mấy con bất hủ nhắm vào. Ngay lập tức, nàng tập trung tinh thần, trước tiên giết về phía si hổ quân. Cùng lúc đó, trong đám yêu ma, đột nhiên có mấy bóng dáng yêu khí cuồn cuộn bay đi, lao về phía Lý Hạo. Một con yêu ma toàn thân yêu khí trông như rắn hổ mang công mình, hóa thành một nữ tử mặc váy màu đen, da trắng xinh đẹp, nhìn Lý Hạo một cách quyến rũ, tiểu đệ đệ, mùi của ngươi thơm quá, nhưng ngươi rất thối. Lý Hạo đáp. Nữ tử quyến rũ mặt váy đen lập tức không cười nổi, bên cạnh truyền đến tiếng cười lớn, một hán tử thân hình khôi ngô, bước nhanh về phía Lý Hạo, ta nếm thử trước vậy, năng lượng trong cơ thể hắn ta tản ra, phía sau lưng hắn ta hình thành bóng dáng một con vượng khổng lồ như núi cao nhìn xuống. Lý Hạo liếc nhìn về phía Lý Hồng Trang, cũng không nói nhảm nữa, ánh mắt trở nên tĩnh lặng, sau đó đột nhiên bùng phát khí tức trong cơ thể đại mạch toàn thân đột nhiên kích động, âm dương song mạch cũng mở ra trong nháy mắt. Hắn ta bước ra một bước, toàn bộ mặt đất của doanh trại như đều hơi rung chuyển. Hả? Hán tử khôi ngô bước nhanh về phía Lý Hạo, sắc mặt lập tức thay đổi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì thế này? Lý Hạo đã đột nhiên giết đến, mắt như hàng tinh, trong tích tắc xông đến trước mặt hán tử này, bước ra nửa bước, một quyền đẩy tới, tiếng gào thét dữ dội dường như khiến toàn bộ gió trên chiến trường đều bị dập tắt, tiếp theo là tiếng đổ như sấm sét, đột nhiên đánh ra quyền phong. Hán tử khôi ngô kinh hải tột độ, thân hình đột nhiên phình to, toàn thân thấm ra lông đen rậm rạp, muốn lộ nguyên hình, đồng thời vỗ hai lòng bàn tay về phía Lý Hạo, gầm thét, nhanh ra tay cùng nhau, hắn ta không bình thường, ầm một tiếng. Hai lòng bàn tay vỡ vụn, máu thịt bắn tung tóe, sau đó thân hình khôi ngô to lớn của hắn ta cũng bị xuyên thủng trong nháy mắt quyền thế vô địch phá thể mà ra xuyên thủng cơ thể hắn ta thành một lỗ thủng khổng lồ con vượng khổng lồ là đại yêu thiên nhân cảnh thậm chí còn chưa kịp lộ nguyên hình đã bị lý hạo một quyền đánh chết nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt của nữ tử mặc váy đen lập tức đông cứng sau đó đồng tử co lại thành mắt trắng những con đại yêu còn lại cũng biến sắc một cơn yêu phong bỗng nhiên nổi lên tất cả đều lộ ra chân thân không dám ẩn núp nữa hài tử này là cái gì yêu ma đoạt xá, chết tiệt, cùng nhau giết hắn ta, vài con yêu ma đều lộ ra vẻ hung dữ, không dám coi thường nữa, đồng thời giết về phía Lý Hạo. Nữ tử mặc váy đen quyến rũ hóa thành rắn lục vẫy xanh, vẫy xanh trên toàn thân tỏa ra sương độc, mang theo mùi tanh hôi, cuốn về phía Lý Hạo. Một hư khổng lồ nhiều mắt, trên đỉnh đầu bắn ra thần quang bảy màu, hóa thành một thanh phi kiếm tỏa ra thần quang, chém về phía Lý Hạo. Một con ngư yêu mắt tím, cặp sừng trâu trên đỉnh đầu, ngưng tụ đôi mắt đỏ như máu, phản chiếu hình dáng của Lý Hạo, giống như một loại yêu thuật đặc biệt nào đó. Đối mặt với sự ra tay của vài con yêu ma, Lý Hạo cũng không coi thường, cặp mắt lóe lên hàng quang, kiếm phong tàn khuyết trong tay hung hăng chém ra một đạo kiếm khí. Trong thiên địa, dường như có những cánh hoa thơm ngát rơi xuống đất, sau đó nở ra những hạt giống màu đỏ máu, sinh ra mạng châu sa hoa. Trong lúc những cánh hoa này bay tán loạn, đột nhiên một đạo kiếm khí sắc bén và khổng lồ chém ngang ra chớp mắt một cái khoảng cách giữa lý hạo và ba con yêu quái khổng lồ như bị cắt đứt kiếm khí ồ ạt ập tới ba tia máu bắn ra tầm một tiếng đầu hưu cao ngất của con hưu khổng lồ rơi xuống đột nhiên bị cắt đứt đồng thời kiếm khí quét ngang eo của con rắn lục vảy xanh cũng bị chém đứt thành hai đoạn eo của con ngư yêu mắt tím bị cắt ra chém thành một vết thương cực sâu nhưng vì kiếm khí liên tiếp chém qua hai con đại yêu, đến lượt nó, thế công hơi chậm lại, không thể cắt đứt cơ thể nó, mặc dù vậy, vì thế khủng bố mà ba con đại yêu vừa mới chuẩn bị, đã tan vỡ trong nháy mắt. Hai đoạn thân rắn của con rắn lục vẫy xanh dãy dụ dữ dội, phát ra tiếng kêu thảm thiết, sợ hãi nhìn Lý Hạo. Từ trong thân hình của con hưu khổng lồ nhiều mắt, một tàn hồn xông ra, muốn trốn thoát. Nhưng một cánh hoa rơi xuống, trong nháy mắt hóa thành kiếm khí, tiêu diệt tàn hồn của nó, đây không phải là thiên nhân cảnh, nhanh chạy trốn, đây không phải là thứ chúng ta có thể chống lại, đầu đuôi của con rắn lục vảy xanh thực sự tách ra chạy trốn, sợ hãi co về phía xa. Nội tạng của con ngư yêu mắt tím trượt ra nhưng nó vội vàng dùng lực lượng ngự vật nhét lại vào bụng, cặp mắt mang sự khát máu điên cuồng biến thành sợ hãi và đau đớn, quay đầu bỏ chạy. Lý Hạo một kiếm trảm Tam yêu, thấy chúng muốn chạy, sao có thể dễ dàng bỏ qua, nhanh chóng truy đuổi nhưng thân pháp của hắn không nhanh chỉ ở mức nhị đoạn tuy nhiên hắn còn có một điểm kỹ nghệ trước đây ở trong phủ thần tướng lý hạo không cần dùng đến thân pháp nhưng hiện tại ở biên quan chém yêu tác dụng của thân pháp đã thể hiện rõ không do dự lý hạo lập tức chọn tăng điểm rất nhanh thân pháp tăng lên tam đoạn một lượng lớn thông tin ùa vào đồng thời thân pháp bạch phượng hành cũng từ tối cao đạt đến chân thái Lý Hạo bước ra một bước, toàn thân như có lông vũ ngưng tụ, tăng thêm tốc độ cho hắn. Hai con đại yêu thiên nhân cảnh bị thương, tuy chạy trối chết nhưng kiếm của Lý Hạo còn nhanh hơn. Bỉ ngạn tái xuất, cánh hoa trải đường. Kiếm khí trong nháy mắt phá vỡ thân thể của con ngưu yêu mắt tím, xé rách thân thể nó. Sau đó, kiếm khí như rẽ ngoặt bay ra, chém nổ đầu của con rắn lục vẫy xanh kia. Hai con đại yêu lập tức bỏ mạng cùng là thiên nhân cảnh nhưng không phải là đối thủ của lý hạo ánh mắt lý hạo nhìn về phía lý hồng trang muốn đi tiếp viện lý hạo của hôm nay và lúc mới bước vào thiên nhân cảnh có sự chênh lệch rất lớn mấy ngày nay bình tâm lại hắn đã dung hợp không ít công pháp vào trong vạn vật tông sư đạo của mình hình thành nên một hệ thống công pháp mới nhưng bây giờ trong đám yêu ma lại có một con đại yêu khác xông ra cùng lúc đó khắp nơi trong doanh trại đều là yêu ma va chạm xé nát tất cả các lều trại. Còn có yêu ma xông về phía bãi tha ma kia. Lý Hạo liếc nhìn Lý Hồng Trang, nàng đang bị ba con đại yêu bất hủ cảnh vây quanh, vẫn không rơi vào thế hạ phong, tuyệt học thi triển ra uy lực cực lớn, khiến ba con đại yêu không dám đối cứng. Nhìn dáng vẻ của nàng, rõ ràng vẫn có thể chống đỡ thêm một chút. Lý Hạo không còn khách sáo nữa, cũng không cần thiết phải che giấu thực lực, thi triển ra thiên địa pháp tướng. Trong nháy mắt, pháp tướng kim thân cao trăm trượng xuất hiện, như một vị thần linh vĩ đại giáng lâm. Lý Hồng Trang và ba con đại yêu đang kịch chiến, cũng bị hơi thở hùng vĩ đột ngột này làm kinh động, khi chú ý đến thì đều kinh hãi. Thần hồn có thể hình như vậy, ít nhất cũng là tồn tại tứ lập cảnh. Nhưng dáng vẻ thần hồn của hắn lại là thiếu niên vừa rồi. Trong mắt Lý Hồng Trang hiện lên vẻ kinh ngạc, không biết rốt cuộc Lý Hạo tu luyện luyện thần thuật gì, mà có thể ngưng luyện thần hồn đến mức độ đáng sợ đến vậy. Lúc này, Thiên Địa Pháp Tướng của Lý Hạo sừng sững giữa doanh trại, giơ lòng bàn tay lên, vỗ vào đám yêu ma, lập tức có không ít yêu ma bị một chưởng hủy diệt. Đối mặt với đám yêu ma này, nếu thi triển kiếm thuật Hải Vô Nhai thì thích hợp nhất, đó là đòn công kích quần thể diện rộng. Hoặc thi triển kiếm thuật Lạc Tuyết, cũng có thể bao phủ một vùng. Nhưng hai loại này đều là võ học của Lý gia lý hạo đã hứa sẽ không sử dụng nữa hắn điều khiển pháp tướng thi triển công pháp tự sáng tạo của mình sau khi dung hợp công pháp vào vạn vật tông sư đạo kiếm pháp lạc tuyết cộng âm dương điên phân kiếm cộng hạ vũ ý cảnh hình thành một kiếm thuật mới kiếm thuật bạo phong tuyết hai loại kiếm thuật thượng phẩm dung hợp với một trong vạn vật tự nhiên mưa hình thành nên tuyệt học đỉnh cao hoàn toàn mới lý hạo lấy vạn vật trên trời dưới đất làm thầy mưa cũng là một trong vạn vật ý cảnh của nó và kiếm pháp lạc tuyết hỗ trợ lẫn nhau phối hợp với hư thực của âm dương điên phân kiếm khó có thể thể phòng ngự trước sát chiêu của bạo phong tuyết đáng tiếc là lúc này lý hạo không có thần kiếm trong tay uy lực của kiếm pháp sẽ giảm đi không ít nhưng để diệt trừ những tiểu yêu này thì đã quá đủ trong nháy mắt nhiệt độ thiên địa giảm mạnh hàng khí lan tràn dường như có bông tuyết xuất hiện còn có những giọt mưa như hạt sương sau đó bị một lực lượng cuốn đi hóa thành bão tố quét ngang đám yêu ma. Những con yêu ma này chạm vào rìa bạo phong tuyết, phần thân nhanh chóng bị cắt rách, đồng thời thân thể không thể kiểm soát được bị cuốn vào trong, hoàn toàn bị nghiền nát. Những thứ này trông giống như bông tuyết và lưỡi kiếm nhưng thực tế lại là vô số luồng kiếm khí tạo thành xoáy nước. Lý Hạo hít sâu một hơi, đại mạch toàn thân chuyển động, liên tiếp vung ra ba kiếm. Ba cơn lốc xoáy bạo phong tuyết cuộn trào trong doanh trại, rất nhiều yêu ma lần lượt bỏ mạng, thiên địa pháp tướng giơ tay nhất chân, lại dẫm đạp và vỗ chết không ít yêu ma, ngay cả yêu ma thập ngũ lý cảnh, khi cố gắng tấn công pháp tướng của Lý Hạo, cũng bị một trưởng dễ dàng vỗ chết. Lý Hạo đứng trong doanh trại, giống như một chiến thần vô địch, điều khiển kiếm khí ngang dọc, chém giết toàn bộ những yêu ma này. Càng ngày càng nhiều yêu ma xông lên nhưng lại chết thảm, vô số máu tươi chảy ra, tứ chi bay loạn. Lý Hạo cầm trong tay thanh trường kiếm méo mó sức mẻ, đứng sừng sững bất động. Trong lòng hắn đang tiếc nuối và cảm thán trong sáu cảnh giới trước của mình, dường như chỉ có thần du cảnh là đạt đến cực hạn, ngưng luyện ra thiên địa pháp tướng. Còn các cảnh giới khác, vẫn chưa chạm tới mức cực hạn. Đợi đến khi toàn bộ đại mạch của bản thân đều được khai mở, có lẽ có thể đạt đến cực hạn của chu thiên cảnh, không biết đến lúc đó sẽ có thần dị gì, gì, bao gồm cả các cảnh giới khác cũng vậy. Thần uy, nhìn thấy còn có yêu ma xông về phía bãi tha ma đột nhiên đôi mắt lý hạo chứa đầy uy nghiêm thi triển lực lượng bảo tướng cảnh của thiên nhân cảnh thần uy thiên nhân cảnh có ba cấp lần lượt là hợp nhất bảo tướng đại tông sư vừa bước vào cảnh thiên nhân nói một cách nghiêm ngặt vẫn chưa thể gọi là tông sư chỉ có thể dung hợp công pháp của bản thân thành một tiếp theo là ngưng luyện thần hồn bành trướng thành bảo tướng nắm giữ thần uy có thể một cơn thịnh nộ làm chấn động ngàn quân. Cuối cùng là đại tông sư cảnh, có thể coi là địch thủ của vạn người, đạt đến cảnh giới này, gặp vạn quân cũng có sức chống trả nhưng không thể lâu dài, vẫn có khoảng cách rất lớn so với tam bất hữu cảnh có thể đến đi tự do. Sau khi bình tâm, Lý Hạo đã từ hợp nhất tất cả mấy ngày trước, bước vào đại tông sư cảnh. Vô địch trước 50 vạn người, lúc này hắn đứng trong doanh trại, như một vị thần tướng uy chấn bốn phương, điều khiển pháp tướng liên tục quanh tạc, ngưng luyện thần uy, chấn nhiếp yêu ma trước bãi tha ma. Sau đó ngưng luyện thần uy thành kiếm, giống như lúc giao chiến với thần uy đao của Lý Thiên Cương, tất nhiên, thần uy mà tam bất hủ ngưng luyện ra, mạnh hơn cảnh giới tông sư. Thần uy mạnh hay yếu, phụ thuộc vào lực lượng thần hồn của bản thân. Mà thần uy của Lý Hạo, có thể coi là tuyệt trần trong cùng cảnh giới, lúc này gào thét, không ít yêu ma đều sợ vỡ mật, cưỡng ép dừng lại khí thế xông lên trước kia lý hạo chém giết một mạch giết chết toàn bộ những yêu ma xâm phạm vào doanh trại kiếm thuật bạo phong tuyết cuộn trào hoành hành trong doanh trại từng giây từng phút đều đang nuốt chửng sinh mạng của những yêu ma này lý hạo tuy chỉ có một mình nhưng lúc này dưới sự phối hợp của thiên địa pháp tướng lại có khí thế vạn người không địch nổi khiến một số yêu ma ở phía sau bình tĩnh lại nảy sinh lòng sợ hãi ý định rút lui đồ khốn, xa xa, con phi bằng khổng lồ vây công Lý Hồng Trang, nhìn thấy yêu tộc dưới trướng mình tử trần thương thảm trọng, nó trợn mắt nghe răng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào tức giận. Nhìn cái gì, Lý Hồng Trang đột nhiên vung kiếm chém về phía nó. Con phi bằng khổng lồ vội vàng né tránh nhưng vẫn bị chém trúng cánh, nó vừa kinh sợ vừa giận dữ, nói với si hổ quân, các ngươi hãy kéo dài thời gian với nàng ta, ta sẽ nhanh chóng chém chết tên tiểu tử chết tiệt kia, Phi hổ quân vốn muốn giữ nó nhưng nghĩ lại, vừa rồi vị thiết nương tử này có vẻ rất để ý đến thiếu niên kia, nếu phi bằng bay qua giết chết hắn, có lẽ có thể khiến nàng mất tập trung, thế nên lập tức gật đầu, đi sớm về sớm, ba hơi thở. Thân ảnh phi bằng đã nhanh chóng lao. Ra, trong vòng ba hơi thở sẽ xé nát tên thiếu niên chết tiệt kia. Lý hạo đang không ngừng ngang ngược giết chết bầy yêu ma này, đột nhiên phát hiện có tiếng xé gió ập đến, hắn quay đầu nhìn lại, là con chim màu đen khổng lồ kia hắn không chỉ không sợ hãi mà còn mừng thầm như vậy thì áp lực của lý hồng trang sẽ nhẹ nhàng hơn không biết lực lượng hiện tại của ta so với tam bất hủ thì chênh lệch bao nhiêu lý hạo không để ý đến bầy yêu ma nữa thiên địa pháp tướng sau lưng cũng quay người lại nhìn xuống con chim khổng lồ màu đen đang bay tới chết đi phi bằng gào thét lao ra vừa ra chiêu chính là đòn tấn công dữ dội nhất một tia sáng đen bắn ra như sấm sét dết về phía thiếu niên. Ánh mắt Lý Hạo ngưng trọng, chậm rãi bước ra một bước, thi triển một tuyệt học khác mà mình lĩnh ngộ. Bán bộ vô địch quyền cộng đoạn gian kiếm pháp cộng lưu tinh ý cảnh, hình thành một quyền của riêng hắn, nộ tinh. Bước chân bước ra, công pháp vận khí trong cơ thể Lý Hạo nhanh chóng co rút lại rồi vận chuyển, trong chớp mắt, đã đạt đến 7 lần. Đặc tính thất tinh điểm đăng kích hoạt, Lực lượng công pháp tăng gấp đôi, kết hợp với lực lượng của âm dương song bạo, chỉ riêng lực lượng bùng nổ từ thân thể đã đạt đến 35 triệu cân, đồng thời, kiếm ý tàn khốc của kiếm pháp, kết hợp với sự gia tăng lực lượng của vô địch quyền, cộng thêm sự thúc đẩy của pháp tướng. Quy lực một quyền này của Lý Hạo đạt đến cực hạn, trong tiếng gào thét, dường như cả bầu trời đêm đều tối sầm lại, thế quyền chói lọi xé rách màn đêm, phun trào ra ngoài. Không khí trở nên méo mó, quyền ý cực hạn như sao băng bắn ra, mang theo uy thế vô địch, phản chiếu trong đôi mắt của con chim khổng lồ màu đen. Điều này, điều này là không thể, con chim khổng lồ màu đen phát ra tiếng hét chói tai, nó vung vuốt sắt, liên tiếp bắn ra hơn 10 tia sét đen nhưng trước quyền uy này, tất cả đều bị hủy diệt. Sau đó cơ thể nó bị quyền ảnh nhấn chìm, thân hình to lớn bị pháp tướng đấm bay ra ngoài, phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngực lõm xuống vỡ vụn, lông vũ rụng đầy trời. Vù một tiếng, cơ thể con chim khổng lồ màu đen lăn xuống chiến trường bên phía Lý Hồng Trang, toàn thân dính đầy máu và bụi đất dưới mặt đất, vô cùng chật vật. Si hổ quân và lục nha chập trư đều co đồng tử lại, kinh hải thất sắc, suýt nữa bị Lý Hồng Trang bắt được sơ hở, một kiếm chém thành hai nửa. Chúng nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, nhìn về phía con chim khổng lồ màu đen. Vừa rồi đối phương nói ba hơi thở sẽ quay lại, bây giờ không chỉ ba hơi thở, mà chỉ một hơi thở đã quay về. Nhưng lại là bị đánh trở về. Hai đại yêu đều kinh hãi nhìn chầm chầm thiếu niên ở đằng xa, hơi thở của thiếu niên kia chắc chắn là thiên nhân cảnh nhưng ngươi nói cho ta biết thiên nhân cảnh có thể đánh bay đại yêu tam bất hữu cảnh trong một hơi thở sao. Lý Hồng Trang không thể nhân cơ hội chiếm được lợi thế, có chút tức giận nhưng nhìn thấy con phi bằng khổng lồ nằm dưới đất, đáy mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi dời sự chú ý sang phía Lý Hạo, vừa rồi ra tay, là do Lý Hạo đích thân làm ư. Lúc này, con phi bằng khổng lồ bò dậy khỏi mặt đất, trong cái miệng đen kịch phun ra một nguồn máu tươi, còn có một số nội tạng vỡ vụn. Trong mắt nó lộ ra vẻ kinh hoàng và sợ hãi, nhìn về phía thiếu niên, quy lực của một quyền đó, thậm chí khiến nó ngửi thấy mùi tử vong, trong lòng sợ hãi. Chạy, phi bằng không dám ở lại nữa, yêu tộc tiết mạng, liều mạng với những nhân tộc này là không đáng, huống hồ chúng còn không chắc, trong bóng tối còn có nhân tộc khác hay không hôm nay đến đây chủ yếu là để thăm dò tiện thể nếu có thể giết chết Lý Hồng Trang thì tự nhiên là tốt nhất nhưng thiếu niên kia quá quỷ dị khiến nó cảm thấy bất an đối với phi bằng mà nói gầm lên một tiếng để nhắc nhở đã là hết nghĩa vụ khi nó nói xong bản thân đã gian cánh bay lên lao nhanh về phía xa sắc mặt si hổ quân và lục nha chập trư đều hơi đổi đối phương đã đi chúng hai đấu hai chắc chắn sẽ yếu thế, trước đó ba đấu một, nếu tiêu hao lâu dài, có lẽ còn có thể giết chết Lý Hồng Trang, bây giờ không còn phi bằng thì càng không thể. Cả hai gần như không do dự, cũng nhanh chóng bỏ chạy theo. Chúng đã đến đây tấn công thành trì nhiều lần, không đánh được thì rút lui. Lý Hồng Trang vung kiếm đuổi theo nhưng tốc độ của hai đại yêu cực nhanh, bầy yêu ma đồng thời xông lên cản trở, như bao các bằng thịt, mặc dù không gây ra mối đe dọa nào cho lý hồng trang nhưng lại làm chậm cuộc truy đuổi của nàng ngươi ở đây nhìn ta đuổi theo chưa đợi lý hồng trang dậm chân tức giận giọng nói của lý hạo đã truyền đến từ phía sau nàng tiếp đó hắn lao thẳng ra ngoài ngự không mà đi đuổi theo hai đại yêu đó lý hồng trang sửng sốt sắc mặt lập tức đại biến gặp rừng chớ vào giặc cùng đường chớ đuổi đây là điều tối kỵ với binh gia nhưng Lý Hạo đuổi theo ra ngoài, Lý Hồng Trang muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. Nàng tức giận nghiến răng, nhanh chóng vung kiếm, muốn giết sạch yêu ma trước mắt, rồi đuổi theo Lý Hạo. Nàng lo lắng nếu mình rời đi, đám yêu ma này sẽ phá hủy bãi tha ma, nơi đó là vong hồn của hơn 9 vạn quân huyết sát, còn có tướng lĩnh dưới trướng Tam Ca và Lục Ca. Nhiều năm qua, nàng kiên trì bảo vệ, thứ nàng bảo vệ không phải là thành, mà là người nàng chỉ hy vọng Lý Hạc có thể kịp thời ngăn cản Lý Hạo, hoặc có thể bảo vệ hắn toàn mạng trở về. Vút, Lý Hạo dùng hết tốc lực đuổi theo, có con yêu ma dưới mặt đất định xông tới cản đường nhưng bị Lý Hạo trực tiếp vung kiếm chém giết. Hắn dẫm lên xác yêu ma rơi xuống, ngược lại tốc độ còn nhanh hơn vài phần. Tốc độ ngự vật của hắn vốn đã nhanh gấp khoảng 3 lần thiên nhân cảnh bình thường, lúc này phối hợp với công pháp chân thái bạch phượng hành, so với hai đại yêu tam bất hủ cũng không chậm hơn bao nhiêu, ít nhất sẽ không bị lạc mất. Liên tiếp đuổi theo ra ngoài 40 dặm, thấy hai đại yêu sắp chui vào hoang dã, Lý Hạo lớn tiếng nói, "Đứng lại!" Hai đại yêu đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Lý Hạo bám riết không tha, chúng đã sớm chú ý đến thiếu niên bám sát phía sau, sở dĩ không quay đầu lại, cũng là kiên về Lý Hồng Trang đuổi theo. Nhưng đến nơi này, Lý Hồng Trang vẫn còn ở bên kia doanh trại, cho dù muốn đuổi tới, cũng không kịp tiểu tử thối chỉ bằng ngươi cũng dám bám theo bọn ta hai đại yêu đột nhiên quay người cười lạnh trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn chúng chạy trốn đến đây chẳng phải là muốn dụ lý hạo tới sao ánh mắt lý hạo dừng lại trên chiếc răng nanh trắng như tuyết của lục nha chập trư nói răng của ngươi không tệ vừa khéo ta thiếu một thanh kiếm hy vọng tạm thời mượn để mà dùng ngươi đúng là muốn chết lục nha chập trư tức giận đồ ăn thiên nhân cảnh vậy mà dám để mắt đến bảo nha của mình ư nó gầm lên một tiếng thân hình phình to yêu khí sôi trào sau lưng nó hình thành một hư ảnh thú trư to lớn cao mười trượng lông trên người của nó đột nhiên từ màu đen chuyển sang màu đỏ giống như sung huyết lông heo dựng đứng như kim thép thi triển thần uy lao thẳng về phía lý hạo nếu là tướng sĩ dưới thiên nhân cảnh không có sự bảo vệ của trận pháp quân uy hộ tâm chỉ riêng thần uy mà con trư yêu này tỏa ra cũng đủ khiến gan mật vỡ nát sợ đến mức không cầm nổi binh khí bản thân lý hạo đã đạt đến thiên nhân cảnh thần uy tuy có ảnh hưởng đến hắn nhưng ảnh hưởng có hạn hắn đột nhiên thi triển đặc tính hổ áp toàn thân như truyền ra tiếng hổ gầm đồng thời hắn không né tránh dưới uy thế của con trư yêu đủ sức xông phá pháp trận hủy diệt một tòa thành hắn vẫn ngang nhiên bước ra tại chỗ hắn duỗi thẳng hai cánh tay đặc tính của bàn sơn đồ cũng được kích hoạt cơ thể như một ngọn núi vững chãi, uy nghi bất động. Tầm một tiếng, hắn nắm chặt hai tay vào nanh heo, lực xung kích dữ dội, khiến cơ thể hắn trượt về phía sau trên không trung hàng chục mét. Nhưng bước chân của hắn vẫn giữ nguyên tư thế bước ra, không hề thay đổi. Lên cho ta, Lý Hạo đột nhiên gầm thét, đôi cánh tay mảnh khảnh của thiếu niên bùng nổ ra lực lượng như chân long, nắm chặt nanh heo, dơ cao thân hình nó lên, sau đó xoay người ném mạnh xuống mặt đất ở đầu bên kia mặt đất rung chuyển tiếng nổ lớn như động đất vang lên tạo thành một hố sâu trong bóng tối lý hạc nhìn thấy cảnh này hắn đang định ra tay thì đột nhiên dừng bước đồng tử co rút trong lòng kinh hãi trên đường đi hắn nhận ra có cao nhân âm thầm bảo vệ lý hạo nhưng ngoài trận chiến giữa lý hạo và lý thiên cương hắn chưa từng thấy lý hạo giao chiến với tam bất hữu cảnh nào khác lúc này dù là cú đấm đánh lui phi bằng trước đó hay cú ném con trư yêu này Lý Hạo đều thể hiện ra lực lượng cường hãn bá đạo. Hắn thực sự chỉ là thiên nhân cảnh, làm gì có tông sư thiên nhân nào hung hãn như vậy, trên mặt đất sụp đổ, lục nha chập trư phát ra tiếng kêu thảm thiết, phun ra một bãi nôn và máu tươi, mùi tanh hôi khó ngửi. Nó đã đạt đến bất hoại cảnh, lông heo toàn thân và da thịt như được đúc bằng sắt, đao kiếm không thể làm bị thương nhưng dưới lực lượng 30 triệu cân bùng nổ từ hai cánh tay của Lý Hạo, nó vẫn bị ném choáng váng, nội tạng trong cơ thể bị dịch chuyển, bị thương nặng. Đồ khốn nạn, dừng tay, nhìn thấy Lý Hạo sắp truy sát, si hổ quân sao có thể chịu đựng được, gầm lên giận dữ, lao về phía Lý Hạo. Lý Hạo lập tức giải phóng đặc tính của côn kỳ sơn nhạc đồ, phía sau lưng xuất hiện hư ảnh của một yêu vương cùng kỳ cổ xưa, đứng sừng sững trên một ngọn núi, hình dáng tựa như hổ. Đôi mắt của nó như chồng lên đôi mắt của Lý Hạo, cùng ngẩng đầu lên, Lạnh lùng liếc nhìn Si Hổ Quân đang lao tới. Đồng tử của Si Hổ Quân co lại, cảm thấy một uy thế to lớn như dòng sông cuồn cuộn ập tới, đè ép ngực nó đến nghẹt thở, máu toàn thân lạnh ngắt. Cơ thể đang lao tới tiếp viện của nó, dưới sự uy hiếp này, đột nhiên dừng lại một cách khó hiểu. Chính là sự dừng lại này, cơ thể Lý Hạo đã lao tới, bổ nhào về phía Lục Nha Chập Trư, hai chân rơi xuống đỉnh đầu nó, như một ngọn núi vạn cân đè xuống khiến lục nha chập trư vừa bò dậy lại một lần nữa bị đè bẹp xuống đất. Sau đó, Lý Hạo ôm lấy một chiếc răng nanh sắc nhọn trắng tinh, xoay eo, vận dụng lực lượng toàn thân, răng rắc một tiếng, bẻ gãy chiếc nanh dài 2 mét này. Răng nanh bị bẻ gãy, máu tươi bắn tung tóe, lục nha chập trư phát ra tiếng kêu thảm thiết, đau đớn đến mức bốn chân đạp loạn xạ. Nhưng Lý Hạo lại ôm lấy chiếc răng nanh, xoay người đâm thẳng vào hốc mắt của nó. Lục Nha Chập Trư tuy là bất hoại cảnh nhưng chưa tu luyện đến đỉnh cao, hốc mắt vẫn là nơi yếu nhất của nó, lập tức bị đâm thủng, nanh đâm thẳng vào, cắm sâu, tiếng kêu thảm thiết càng thêm kinh thiên động địa, chấn động bốn phương. Cùng lúc ấy, si hổ quân cũng đã hoàn hồn, trong lòng chấn động, chỉ trong chốc lát, Lục Nha Chập Trư tam bất hủ cảnh trung kỳ, đã bị thiếu niên này gần như giết chết, dừng tay, si hổ quân gầm lên, một lần nữa lao về phía Lý Hạo. Lý Hạo ôm chặt nanh heo rút ra, quay đầu nhìn về phía si hổ quân đang lao tới, ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên thi triển một chiêu kiếm thuật tuyệt sắc đơn thể do chính mình ngộ ra. Lưu tinh diệt, đây là chiêu kiếm dung nhập ý cảnh lưu tinh, cách thực hiện khác với nộ tinh nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lấy nanh làm kiếm, ánh sáng trắng lóe lên trong nháy mắt, kiếm khí ngang dọc, Lý Hạo chồng thêm đặc tính kiếm phổ, tàn cung, đi kèm với nhục thân vào đó, có thể ẩn dấu sát chiêu thực sự của kiếm này, đồng thời nếu không bị phát hiện, một khi trúng đích, sức phá hoại sẽ tăng gấp đôi, si hổ quân kinh ngạc gầm lên, vung vẩy thần thiết tỏa liên trên người, quất mạnh vào kiếm khí do nanh heo phóng ra. Tiên ảnh như rồng, đánh tan kiếm khí trong nháy mắt, dường như không gặp phải trở ngại gì. Chưa đợi si hổ quân kinh ngạc, đột nhiên một luồng kiếm quan sắc bén cực độ từ dết tới trong bóng tối. Kiếm quan xuyên thủng ngực nó, mang theo một mảng lớn máu tươi văng tung tóe, nội tạng của nó nổ tung. Nó là bất suy cảnh, nhục thân đã sớm không thể tổn hại, nhưng lúc này lại không thể chống đỡ được uy năng của kiếm này. Thân thể si hổ quân lùi ra sau, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, cảm nhận được bóng ma tử thần bao trùm, nó vội vàng thi triển bất suy chi lực, nhục thân nhanh chóng lành lặn. Nhưng nó không ngoảnh đầu lại, khi cơ thể đã lành, mượn đà xung kích, quay người bỏ chạy, cảnh này khiến Lý Hạc ở trong bóng tối trợn tròn mắt. Lúc Lý Hạo truy đuổi ra ngoài, trong lòng hắn còn thầm than, cảm thấy khó khăn, cho dù hắn đến đối phó với hai đại yêu này cũng sẽ cảm thấy khó khăn. Không ngờ Lý Hạo lại dựa vào sức mạnh của bản thân, trong nháy mắt đã đánh trọng thương và chém nuôi chúng, nhi tử của Lý Thiên Cương, thiếu gia đích hệ, quả thực yêu nghiệt không giống người phàm, với tư cách là đại tông sư thiên nhân cảnh vượt qua đại cảnh giới để chiến đấu với yêu vật tam bất hủ, không phải Lý Gia không có người làm được, ví dụ như cửu lan đích hệ của Lý Gia, hầu hết đều từng có chiến tích như vậy nhưng chỉ đối mặt với bất hủ cảnh sơ kỳ. Nếu gặp cảnh giới trung kỳ, cũng phải dựa vào thần binh trong tay mới có thể giao chiến với chúng. Còn Lý Hạo lại một đấu hai, tay không tất sắc đã đánh gục chúng. Nhìn thấy si hổ quân bỏ chạy, trong mắt Lý Hạo lóe lên hàng quang, nanh heo trong tay đột nhiên quăng ra bao phủ sức mạnh ngự vật thi triển đặc tính của kỳ phổ phi đoạn đặc tính này được thu thập và gộp vào nhục thân cùng với kỳ phổ vạn tượng rất ít khi lý hạo có cơ hội thi triển phi đoạn có thể tăng gấp đôi khoảng cách tấn công có khả năng đánh xa siêu việt đồng thời sẽ nhận được sự gia tăng sức tấn công lúc này hắn chồng phi đoạn lên tàn cung hai đặc tính cộng với kiếm ý bao phủ trên nanh heo trong nháy mắt đã xuyên qua hàng chục dặm Si hổ quân đang bỏ chạy tán loạn, thân pháp đã đủ nhanh, chấn động mặt đất ầm ầm nhưng tiếng xé gió đột nhiên ập đến, tốc độ cực nhanh. Nó kinh hãi trợn tròn mắt, gầm lên vung sợi xích quấn quanh, muốn làm chậm thế công của nanh heo. Nhưng nanh heo vừa chạm vào đã vỡ tan, bị sợi xích của nó quất bay đi. Chỉ là, sát chiêu thực sự, lại là kiếm khí ẩn giấu phía sau. Một tiếng bùng, trong nháy mắt lướt qua thân thể si hổ quân, thân hình hổ to lớn của nó rung rẩy, ầm ầm ngã xuống, cơ thể bị tách ra. Ngoại trừ chỗ sợi xích sắc thần quấn quanh, vẫn còn máu thịt liên kết, ngăn cản kiếm khí đó, những bộ phận còn lại đều bị trực tiếp cắt đứt, Lý Hạo liếc nhìn, điều khiển nanh heo từ xa, đâm xuyên xuống đầu si hổ quân. Một luồng thần hồn vội vàng bò ra khỏi đầu nó, vừa định bỏ trốn thì bị nanh heo đập thẳng xuống, thần hồn tan nát, nếu vẫn còn thần hồn, loại đại yêu này có thể ký sinh vào vật khác, thậm chí đoạt xá người để sống. Giải quyết xong si hổ quân, Lý Hạo chuyển ánh mắt sang lục nha chập trư đang vùng vẫy bò trên mặt đất, không khách sáo, triệu hồi nanh heo của mình về, rất nhanh, như làm theo công thức, cũng đâm xuyên đầu con trư yêu này, đóng đinh nó xuống đất. Gió đêm cực lạnh, cực buốt, Mùi tanh tràn ngập. Lý Hạo dẫm lên con trư yêu tam bất hủ, nhổ luôn cả chiếc nanh heo còn lại của nó. Ngoài phi bằng phản ứng nhanh chóng bỏ trốn ngay từ đầu, hai đại yêu tam bất hữu cảnh này đều bị lý hạo chém giết thiên nhân cảnh liên tiếp chém giết hai đại yêu bất hữu cảnh thân ảnh thiếu niên trong gió đêm trở nên đặc biệt hiên ngang lạnh lùng như mũi giáo trận chiến kết thúc cơ thể căng thẳng của lý hạo cũng thả lỏng di chứng của thất tinh đăng và âm dương song mạch ập đến hắn không khỏi thở hỗn hển toàn thân có cảm giác mệt mỏi và suy nhược hắn vẫn chưa đạt đến bất suy cảnh không thể dựa vào bất suy chi lực để hồi phục trạng thái trong nháy mắt nhưng may là có thao quan dưỡng hối, chỉ cần thả lỏng cơ thể, hắn có thể từ từ hồi phục trạng thái, đây là điểm mà những thiên nhân cảnh khác không thể so sánh được. Lý Hạo không vội quay về doanh trại, mà ngồi trên thân hình như ngọn núi của con trư yêu này nghỉ ngơi. Lúc này với trạng thái của hắn, chỉ cần không phải yêu vật bất hữu cảnh, hắn vẫn có sức chống đỡ. Nếu trong bóng tối còn có đại yêu tam bất hữu thì phải nhờ lão gia tử ra tay. Trận chiến kết thúc, Lý Hạo mơ hồ chạm đến cực hạn lực lượng của bản thân hiện tại, kết quả này khiến hắn được an ủi. Nhưng đồng thời, hắn cũng cảm nhận thấy, trước đó ở trong thành, trong trận chiến lớn với nam nhân đó, lực lượng của đối phương bá đạo đến mức nào. Phá tâm thể bị trọng thương, tạm thời nâng tu vi lên tam bất hủ cảnh trung kỳ, vẫn có thể dễ dàng trấn áp hắn. Đây chính là lực lượng của Chân Long Lý gia. Thiên kiêu đỉnh cao, so với đại yêu bất hủ cảnh cùng cảnh giới thì mạnh hơn quá nhiều, có thể nói là trình độ đủ để quét ngang. Trừ khi có hơn 10 đại yêu bất hủ cảnh đỉnh cao vây công, mới có thể ép ra cực hạn của hắn. Tuy nhiên, lúc đó hắn cũng không mạnh như bây giờ, với lực lượng hiện tại, có lẽ ít nhất có thể hòa. Lý Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, bầu trời đêm ở biên quan này sáng hơn và lấp lánh hơn trong thành. Vô số ngôi sao kia như cũng phản chiếu trong đôi mắt của thiếu niên, tỏa ra ánh sáng lạnh của tinh tú. Lý Hạo biết, hiện tại ngoài việc cảm ngộ tâm cảnh nhập linh, bước vào tam bất hữu cảnh, ở thiên nhân cảnh, hắn vẫn còn không gian rất lớn để nâng cao. Ví dụ như, nâng cao thông lực cảnh đến các cảnh giới khác, cũng cố gắng nâng cao đến cực hạn, đối với điều này, hắn cần rất nhiều công pháp, thông qua sự kiểm chứng của các công pháp khác nhau, để tìm ra thiếu sót và bù đắp rèn luyện cơ thể đến mức cực hạn. Lực lượng nhục thân thông lực cảnh của ta đã vượt quá 10 vạn cân nhưng dường như vẫn chưa chạm đến cực hạn, sức mạnh nhục thân vẫn có thể nâng cao thêm, công pháp luyện thể của Lý gia không nhiều, trong số những yêu ma này, có lẽ tập trung vào luyện thể nhiều hơn. Lý Hạo suy nghĩ trong lòng. Thân thể của yêu ma, phần lớn đều có thể so sánh với đao kiếm, lực lượng hung bạo tàn khốc, có biện pháp luyện thể do chính chúng tự mò mẫm ra công pháp luyện thể của nhân tộc là do cường giả nhân tộc tự mình nghiên cứu, còn công pháp của yêu ma thì đương nhiên là do yêu ma nghiên cứu ra. Nhân tộc có thể rèn đúc bảo giáp, thần binh, cộng thêm tu luyện các công pháp khác, khi thực lực tăng lên sẽ hiệu quả sẽ nhanh hơn và lớn hơn, các trường phái luyện thể đã suy tàn từ lâu nhưng yêu ma thì không phải như vậy. Chúng chú trọng hơn vào thể xác của mình, dù sao chúng cũng không có nhiều đan dược chữa thương, trình độ luyện khí cũng kém, Thường thì khi chiến đấu đều cần dùng thể xác để chống đỡ. Nếu bảo giáp thần binh của nhân tộc kém hơn một chút, căn bản không phải là đối thủ của yêu ma cùng cảnh giới. Không biết, sao huyệt của hai đại yêu này ở đâu, lát nữa đi lục soát một chút, hẳn là chúng đã để lại yêu vật canh giữ núi. Lý Hạo nhìn về phía doanh trại, thông qua thần hồn quan sát, thấy trận chiến bên kia cũng sắp kết thúc. Dù sao thì yêu vương bất hủ cảnh đã bỏ trốn những đại yêu còn lại không phải là kẻ không có đầu óc rất thức thời đều lựa chọn rút lui chỉ để yêu ma cấp thấp hơn thúc giục chúng đi cản trở trì hoãn bước chân truy đuổi của kẻ địch không cần chạy nhanh nhất nhưng nhất định phải chạy nhanh hơn đồng loại bầy yêu hung hăng khí thế ngút trời ban đầu giờ đây đã tan rã chỉ còn lại những tiểu yêu hoảng hốt bỏ chạy lý hạo nghỉ ngơi một chút rồi hai tay ôm hai chiếc nanh heo rừng khổng lồ đi về phía doanh trại hẳn là Lý Hồng Trang có biết sào huyệt của những yêu ma đó. Tiện thể, cũng nên tìm hiểu với nàng ta về tình hình phân bố và tình huống của yêu ma bên ngoài biên quan. Trong doanh trại, Lý Hồng Trang canh giữ trước bãi tha ma, xung quanh đều là yêu ma bị giết. Còn về gò đất nhỏ kia, nàng đã không còn quan tâm nữa, dưới sự dẫm đạp và xung kích của yêu ma, gò đất nhỏ càng trở nên nhỏ hơn. Sau những năm chinh chiến giết chóc thành thương nhai đã dần bị đánh tan tành như vậy. Thấy yêu ma đều đã bỏ chạy, Lý Hồng Trang nhẹ nhàng thở ra, sau đó lập tức xông ra khỏi doanh trại, thần hồn bay ra, thăm dò về phía xa. Nhìn một cái, nàng lập tức ngây người, chỉ thấy cách đó mấy chục dặm, đầu của con trư yêu kia bị nứt ra, nằm trên mặt đất, đã mất đi hơi thở. Mà xa hơn con trư yêu mấy chục dặm, si hổ quân nhiều lần xâm phạm biên giới để quấy rối nàng, cũng ngã gục trong vũng máu, đầu bị đập nát, thân thể nứt ra, nội tạng và máu đã nhuộm đỏ mặt đất xung quanh. Hai đại yêu tam bất hữu cảnh, vậy mà đều chết hết, trong gió đêm, chỉ có thân ảnh của thiếu niên kia, một đường dẫm lên vết máu của yêu ma, trở về. Hai tay hắn, mỗi tay ôm một chiếc nanh heo rừng dài khoảng 2 mét, thần sắc tự nhiên. Lý Hồng Trang ngây người. Là Lý Hạc ra tay, không thể nào. Mặc dù Lý Hạc là thế hệ trước nhưng dù sao cũng là thứ xuất, ngay cả tuyệt học đỉnh cao của thính vũ lâu, cũng chỉ có thể chọn một môn để học. Muốn học môn thứ hai thì cần phải lập công lớn cho gia tộc, bản thân có công trạng cực lớn. Trong nhận thức của Lý Hồng Trang, thực lực của Lý Hạc hẳn là kém hơn nàng rất nhiều. Ngay cả nàng cũng không thể nhanh chóng chém giết hai đại yêu tam bất hữu cảnh, càng đừng nói đến Lý Hạc. Chẳng lẽ là dựa vào bản thân Lý Hạo, Lý Hồng Trang nghĩ đến cảnh Lý Hạo đấm nuôi đại yêu phi bằng trước đó, sắc mặt hơi thay đổi dù sao hài tử này cũng chỉ là thiên nhân cảnh thôi mà nàng kinh ngạc đứng ở cửa ải chờ thiếu niên kia trở về là ngươi tự giết chết yêu ma này hay là cùng lý hạt hợp sức giết chết lý hồng trang lập tức hỏi tự ta lý hạo nói ngươi vất vả rồi đây vốn là nơi ta trấn thủ nói gì đến vất vả lý hồng trang đang nghe truyện trên tv audio cv không vui lên tiếng sau đó đánh giá lý hạo hỏi ngươi thật sự là hài tử của thất ca ta sao, không phải. Lý Hồng Trang nói, ta nói là loại kia. Loại nào cũng không phải. Lý Hạo lắc đầu, sao cứ không thể bỏ qua chủ đề này được nhỉ, hắn ôm hai chiếc nanh heo rừng, đi vào doanh trại. Thần hồn hơi lơ lửng trên đỉnh đầu, đảo mắt một cái, thấy nhậm thiên thiên và tiểu bạch hồ vẫn còn ở trước đống lửa, trông có vẻ không bị thương gì. Lều trại gần đống lửa cũng chưa bị yêu ma xé nát, vẫn còn nguyên vẹn thứ duy nhất mất đi chính là gói thịt nướng bọc bằng lá cây trong lòng lý hạo lập tức không nói nên lời hắn gần như có thể tưởng tượng ra cảnh phong lão nhân thừa loạn lấy đi thịt nướng ngồi ở nơi tối tăm nhàn nhã gặm tiện tay vỗ bay những yêu ma đến gần nhậm thiên thiên mình và lý hồng trang ở đây liều chết liều sống lão gia tử lại nhàn nhã lắm nhưng lý hạo không có chút quán trách nào trong lòng chỉ có biết ơn nếu không có lời truyền âm của lão gia tử lúc trước, hắn cũng không biết phải vượt qua ngưỡng cửa đó như thế nào. Là lời của lão gia tử đã cho hắn dũng khí. Cũng là lão gia tử một đường che chở hắn từ Thanh Châu đến Lương Châu, che chở hắn đến tận nơi này. Trên đường đi, không biết lão gia tử đã âm thầm giết chết bao nhiêu yêu ma vì hắn. Phải biết rằng, ngàn năm qua, không biết có bao nhiêu yêu ma căm hận Lý gia. Từ lúc hắn bước ra khỏi Lý phủ, tin tức này đã truyền ra một chuyện chấn động như vậy đương nhiên là những yêu ma căm hận lý gia sẽ biết ngay trên đường đi bóng lưng của hắn đều bị vô số yêu ma rình rập là phong lão nhân đã che chắn tất cả cho hắn ngày hôm đó tuyết rơi đầy trời nhưng không có một bông tuyết nào rơi xuống người thiếu niên bỏ nhà ra đi đều bị bóng dáng gầy gò già nua kia che chắn ân tình ấy lý hạo khó có thể dùng lời để cảm ơn lúc này lý hồng trang cũng trở về trước đống lửa sắc mặt của nàng có chút mệt mỏi sau khi giải phóng lực lượng bất suy trong thời gian ngắn không thể thi triển lại trừ khi cưỡng ép nghịch huyết nhưng như vậy sẽ gây ra tổn thương vĩnh viễn cho cơ thể cũng sẽ trở thành trở ngại để tiến vào cảnh giới cao hơn thoạt nhìn thì đây là năng lực tiêu hao nhưng thực tế hiệu quả cực mạnh vào thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ mạng sống thì không nói ngoài ra còn có thể nâng cao sức chiến đấu ở mức độ cực lớn tương đương với hai cái mạng. Hơn nữa ở trạng thái bất suy, lực lượng không cạn kiệt, liên tục không ngừng, có thể tùy ý thi triển một số tuyệt học tiêu hao cực lớn, chiêu nào cũng là sát chiêu trí mạng, sức chiến đấu có thể tăng lên gấp bội, ngươi giải quyết thế nào? Lý Hạc giúp ngươi kéo một con, Lý Hồng Trang vừa ngồi xuống đã hỏi, đối với việc Lý Hạo có thể tự mình giết chết hai đại yêu bất hủ, nàng vẫn cảm thấy nghi ngờ và khó tin. Ngươi nghĩ nhiều rồi, Lý Hạo nhàn nhạt đáp. Nếu không đến cảnh sinh tử tuyệt vọng, Lý Hạc sẽ không ra tay, hắn biết suy nghĩ của nam nhân trong thành kia, muốn dùng sự tàn khốc và nguy hiểm của thiên môn quan này để ép hắn trở về, ép hắn cúi đầu, sửa đổi tính tình. Chỉ là, nếu sửa đổi tính tình thì hắn vẫn là hắn sao, sinh ra đã như vậy, kiếp trước kiếp này, mấy chục năm đều như vậy. Nếu không vừa mắt, thế thì không gặp là được trên đời này có người phụ thân nào thực sự sẽ không vừa mắt hài tử của mình chứ hơn nữa hắn đã nói thà chết ở bên ngoài hắn cũng không muốn chết trong tòa viện kia lý hồng trang đánh giá lý hạo nhìn khuôn mặt bình tĩnh đạm nhiên không hề kinh sợ của thiếu niên trên người ngoài dính máu yêu ma thì dường như không bị thương gì chỉ là thiên nhân cảnh mà không hề bị giết chết trái lại còn chẳng hề hấn gì chuyện như vậy thất ca có biết không cho dù là ở phủ thần tướng đã quen nhìn thấy thiên tài, nói ra chuyện đó, e rằng cũng không có mấy người dám tin, ngươi còn có thể nướng thịt không? Lý Hồng Trang đột nhiên hỏi. Lý Hạo nhướng mày, biết nàng một cái, vừa vặn nghe thấy tiếng bụng của đối phương kêu ùng ục. Nhưng trên mặt Lý Hồng Trang không hề hiện vẻ xấu hổ, nàng thản nhiên nói, ta vừa giải phóng lực lượng bất suy, cơ thể có chút tiêu hao, điều này rất bình thường. Nói như vậy thì tam bất hủ đỉnh phong đều là thùng cơm à, Lý Hạo thầm chửi một trong lòng câu nhưng không từ chối, đại chiến ở đây đã kết thúc, khắp nơi đều là thi thể yêu ma, hắn nhìn quanh một lượt, rồi chọn ra hai con. Sau đó mượn thanh kiếm của Nhậm Thiên Thiên, nhanh chóng xử lý sạch sẽ, moi hết nội tạng và máu, ném ra ngoài doanh trại. Hắn chọn những bộ phận vừa béo vừa nạc, dùng muối và các loại gia vị khác bôi lên ướp, đốt lại đống lửa, đặt lên trên nướng. Đáng tiếc, Phan Nhậm Đạo chưa nhập linh kinh nghiệm của ta ơi. Lý Hạo thở dài một tiếng trong lòng, nâng hai chiếc nanh trong tay lên, đột nhiên trong lòng khẽ động. Mài những chiếc nanh này thành kiếm, mài, cũng có thể coi là một loại kỹ thuật điêu khắc chứ, mặc dù trước đó hắn không nghĩ đến việc cố ý nâng cao kỹ thuật điêu khắc nhưng nếu có thể tiện thể tăng thêm kinh nghiệm điêu khắc, trước khi điêu khắc nhập tâm, cũng có thể tích lũy thu hoạch được ba điểm kỹ nghệ. Như vậy, nếu lại nắm giữ một môn nhập tâm, thân pháp đạo của hắn lại có thể được nâng cao thêm một lần nữa. Nghĩ đến đây, Lý Hạo lập tức lây tới một khối đá, cọ sát lên hai chiếc nanh trư yêu này. Ngươi đang làm gì vậy? Lý Hồng Trang nghi hoặc hỏi. Lý Hạo nói, ta thiếu một thanh kiếm, dùng thứ này mài thử xem. Cho dù ngươi có mài vụn khối đá này, cũng không thể mài mòn được chiếc nanh yêu đó. Lý Hồng Trang nói. Ngươi có cách, ngươi bỏ nhà ra đi, ngay cả kiếm cũng không mang theo sao, Lý Hồng Trang không khỏi nghi vấn, cảm thấy rất khó tin. Tay không tất sắc sông pha giang hồ, chuyện này cũng chỉ có nhị thúc làm được thôi. Nhưng lão nhân gia hắn là quyền thánh, một ngón tay có thể chặt đứt kiếm, chém đứt đao, đâm thủng bảo giáp, hơn hẳn mọi binh khí. Lý Hạo lười không muốn để ý đến nàng nữa, dường như những người luyện võ này không có mấy người có mắt nhìn, chuyện không nên nhắc thì cứ nhắc. Nhưng mà, Lời Lý Hồng Trang nói cũng có lý, dùng hòn đá nát này để mài nanh, thực sự không có hiệu quả gì. Lý Hạo suy nghĩ một chút, ánh mắt dừng lại trên lưỡi kiếm của Lý Hồng Trang nhưng rất nhanh lại từ bỏ ý định. Hắn nhìn quanh bốn phía, thoáng cái đã tìm thấy hai thi thể đại yêu thiên nhân cản, lục lọi trên người chúng, lấy những bộ phận sắc nhọn như vuốt, răng, sừng, mang về trước đống lửa. Lý Hạo dùng một chiếc sừng thú, cọ sát mài chiếc nanh trư yêu. Theo lực cánh tay và sự cọ sát không ngừng của hắn, dần dần, chiếc sừng thú và chiếc nanh heo đều xuất hiện dấu vết bị mài mòn, hình dạng bắt đầu thay đổi. Ngươi đã lĩnh ngộ điêu khắc đạo. Kinh nghiệm điêu khắc cộng 18. Kinh nghiệm điêu khắc cộng 21. Trước mắt hiện lên thông tin trên bảng điều khiển, thu thập được một kỹ nghệ mới, sau đó là kinh nghiệm điêu khắc liên tục hiện ra. Quả nhiên. Trong lòng Lý Hạo mừng rỡ. Không lâu sau, kinh nghiệm điêu khắc đã tăng lên đến 100 điểm. Điêu khắc đạo từ linh đoạn, tăng lên nhất đoạn, tăng thêm một điểm kỹ nghệ. Đáng tiếc, vừa rồi thân pháp đạo đạt đến tam đoạn, cần một viên tâm cảnh mới có thể tiếp tục tăng lên. Lý Hạo chỉ có thể tạm thời tích lũy trước, đến lúc đó mới dùng, nếu như đột nhiên phanh nhẫm đạo của hắn nhập linh vào tâm cảnh, thậm chí có thể lập tức dùng vào nhục thân đạo đã ở lục đoạn, một bước tiến vào tam bất hữu cảnh. Ngươi đúng là bướng bỉnh. Lý Hồng Trang thấy Lý Hạo không từ bỏ ý định, không khỏi lắc đầu, nói: "Ngươi mài như vậy là vô dụng." "Ta biết." Vừa rồi điêu khắc đạo tăng lên một đoạn, xuất hiện không ít kiến thức cơ bản về điêu khắc. Lý Hạo cũng biết dáng vẻ mài dũa của mình vừa rồi ngu ngốc đến mức nào, mài dũa đánh bóng là một công việc rất phức tạp, đặc biệt là đối mặt với loại vật liệu cứng trắng này. Cách điêu khắc tốt nhất, hoặc là có dao khắc cực kỳ sắc bén, hoặc là làm mềm vật liệu bản thân mài cứng, chỉ có thể nói là đầu sắt. Hiện tại chỉ có thể dùng lửa đốt để làm mềm chiếc nanh này. Nhưng lửa bình thường chưa chắc đã được, trong nanh heo có chứa năng lượng ngưng tụ hàng trăm năm của yêu vật, cùng với đạo văn tự nhiên, kiên cố không gì phá nổi. Công pháp, tử tiêu trưởng Là công pháp cấp bậc thượng phẩm. May mắn thay, Lý Hạo có phanh nhẫm đạo, tự ngộ ra một môn trưởng pháp hệ hỏa, trong đó chứa đựng hỏa lực cực kỳ mãnh liệt sự tinh diệu của nó có lẽ là nhờ vào cảm ngộ, đốt lửa, đi kèm với phanh nhẫm đạo lục đoạn. Còn bản thân Lý Hạo thì không thu thập bất kỳ trưởng pháp nào. Quyền trưởng phân gia, giống như đao kiếm, Lý Hạo không có nhiều điểm kỹ nghệ như vậy, hơn nữa học nhiều không bằng học tinh, vì thế luyện quyền thì không luyện trưởng. Đây được coi là môn trưởng pháp duy nhất của hắn, tác dụng chính hàng ngày, chính là đốt lửa nấu nướng. Lúc này, Lý Hạo hấp thụ năng lượng giữa trời đất chứa trong lòng bàn tay hai tay lập tức hóa thành màu tím sẫm mơ hồ phủ lên một ngọn lửa tím rực rỡ ngọn lửa bao phủ một chỗ trên chiếc nanh từ từ nung nóng ngươi học công pháp khá tạp lý hồng trang thấy vậy nhướng mày trước đó khi lý hạo dùng quyền nàng đã liếc thấy quyền pháp có bóng dáng của nhị thúc cũng là một môn tuyệt học đỉnh cao ngoài ra kiếm thuật của lý hạo cũng không tệ Thân Pháp khi truy kích cũng thuộc về trình độ Đại Tông Sư Thiên Nhân Cảnh. Bây giờ lại còn biết trưởng Pháp, hơn nửa tay nghề nướng thịt còn thơm ngon vô cùng. Cái đầu dưa của hài tử này lớn lên thế nào vậy? Mới 14 tuổi, lấy đâu ra nhiều sức lực và thời gian vậy? Chẳng lẽ hắn đã bắt đầu tu luyện từ hồi còn nằm trong bụng của thất tẩu, khi dùng lòng bàn tay nung nóng nanh thú, lý hạo hỏi Lý Hồng Trang, mấy con đại yêu tấn công đêm nay, người biết hang ổ của chúng ở đâu không, hử? lý hồng trang hơi sửng sốt nói sao thế ngươi còn muốn đi diệt sào huyệt của chúng sao có vấn đề gì à lý hạo nghi hoặc lý hồng trang không nói nên lời vấn đề thì đương nhiên là không có vấn đề chỉ cần có thể diệt được đừng nói là lý hạo ngay cả nàng cũng muốn đích thân đi sang bằng trước kia khi trấn thủ ở đây nàng không thể rời đi nếu không yêu ma xâm nhập không có nàng trấn giữ bảo vệ những tướng sĩ này với sự giúp đỡ của các phó tướng vẫn chưa đủ sức chống lại sự tấn công của đại yêu tam bất hủ. Dù sao thì trước đây thành Thương Nhai đã bị công phá, ngay cả pháp trận tường thành cũng không có, không có phòng thủ, chỉ riêng uy thế của đại yêu tam bất hủ cũng đủ khiến quân đội phải chịu trận. Ngươi mới đến, ta còn chưa kịp nói cho ngươi biết thế lực yêu ma bên ngoài thiên môn quan này. Lý Hồng Trang cầm kiếm vẽ lên bãi cát trước đống lửa. Trước đây nàng vốn không định nói những chuyện này với Lý Hạo dù sao thì đây chỉ là một hài tử nhưng sau khi nhận được tin tức từ lý hạt nàng đã biết vị thất ca của mình định từ bỏ thiên môn quan dù sao thì những năm gần đây quân tiếp viện được phái đến ngày càng ít tường thành bị phá cũng không có người sửa chữa nếu không phải đây là lãnh thổ của đại vũ triều là quan ải do tổ tiên lý gia mở ra thì bọn họ cũng sẽ không liều chết bảo vệ nơi dây bây giờ phái hài tử này đến để làm cái gọi là bàn giao chỉ là để nói với bọn họ rằng nơi này có thể bỏ được rồi ngoài ra nhân tiện để cho nhi tử thiên tài có mâu thuẫn với hắn cúi đầu nếm trải sự hiểm ác của yêu ma chỉ là chắc thất ca của nàng không ngờ rằng chỉ mới đêm đầu tiên đến đây nhi tử yêu nghiệt của mình đã liên tiếp chém chết hai đại yêu tam bất hủ gây họa nhiều năm chiến công này nếu luận công ban thưởng ở các quan ải biên quan khác thì ước chừng sẽ được phong làm công trạng nhất phẩm nếu chưa có tước vị thì có thể trực tiếp phong làm bá tước tam đẳng, ba con yêu ma mà ngươi nhìn thấy tối nay, đều là yêu vương của ba ngọn núi. Lý Hồng Trang dùng kiếm vẽ một vòng tròn, đây là thành thương nhai của chúng ta. Nói đến đây, nàng tự dễ cười, xung quanh đâu còn thứ gì xứng đáng gọi là thành. Phía đông cách đây ba nghìn dặm, là thành trì biên giới của Bắc Lẫm Quốc. Cách đây ba nghìn dặm, chỗ này, có một dãy núi, là thế lực đại yêu đầu tiên ở bên ngoài biên quan. Lý Hồng Trang vẽ một vòng tròn nhỏ, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, đó là đạo tràng Long Sơn, nơi cư ngụ của một con chân long vạn năm, tự xưng là Long chủ, đó là đại yêu tứ lập cảnh, nghe nàng nói vậy, đôi mắt Lý Hạo hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào vòng tròn trước mũi kiếm. Đây là cấm địa, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng không được bước vào. Lý Hồng Trang nghiêm túc nói bình thường long chủ sẽ không rời khỏi đạo tràng long sơn cũng sẽ không tấn công thiên môn quan của chúng ta bởi vì nếu nó đến thì chẳng khác nào đã xâm phạm biên giới lý hạo khẽ gật đầu nghĩ đến những lời đồn đại mà nhị gia từng nói khi thả câu với hắn những đại yêu tứ lập cảnh bên ngoài biên quan đều không dám xâm phạm vào biên giới nguyên nhân là gì rất đơn giản chúng đều đã bị thế hệ trước của các phủ thần tướng đích thân đến cảnh cáo đây giống như một hiệp định giao ước được ký kết giữa Đại Vũ Triều và Yêu Vương Tứ Lập Cảnh. Không nghe, hoặc là thế hệ trước của phủ thần tướng ra tay, hoặc là vị chân nhân của Càn Đạo cung ra tay. Không dám không nghe. Triều đại cổ xưa hùng vĩ này, mặc dù đã già cỗi nhưng vẫn có khí phách và nền tảng uy chấn tám phương. Còn về việc tại sao chỉ cảnh cáo, chứ không trực tiếp giết chết thì đó lại là chuyện khác. Số lượng những đại yêu này không ít, chỉ là không đoàn kết nếu cảnh cáo từng con một thì chúng còn có thể kiên dè nhưng nếu giết bừa bãi, lỡ chọc giận những con còn lại, để chúng liên kết lại với nhau, ngược lại sẽ khiến đại vũ triều tổn thất nặng nề. Nói cho cùng, hiện tại đại vũ triều vẫn không có khả năng tiêu diệt hết yêu ma xung quanh. Dù sao thì trong số những yêu ma này, cũng xuất hiện một số tồn tại khó giải quyết. Vị chân nhân của càng đạo cung kia, quanh năm ngồi trong hoàng đô vũ châu, bình thường không dễ dàng bước ra, chính là lo lắng một số yêu vật sẽ trực tiếp ẩn nút tấn công hoàng đô lúc này lý hồng trang lại nói với lý hạo về quy định yêu vương tứ lập cảnh không được xâm phạm biên giới sau đó nói mặc dù những yêu vương tứ lập cảnh này có vẻ ngoan ngoãn không dám xâm phạm bừa bãi nhưng hiện tại quân lực của triều đình chúng ta suy yếu một hà đã kiềm chế phủ thần tướng thiên chiêu bảy tám trăm năm những yêu vật kia lại bắt đầu không chịu ngồi yên bản thân chúng không dám dễ dàng mạo hiểm lo sợ bị truy đuổi giết chết nhưng lại thường dung túng cho những yêu ma khác dưới trướng đến đây thăm dò như vậy ngay cả khi triều đình chất vấn cũng chỉ là cuộc chiến nước miếng không có ý nghĩa gì thế nên chỉ có thể chịu đựng lý hạo gật đầu tiếp tục lắng nghe trước đây hắn đã hỏi nhị gia nếu đại yêu tứ lập cảnh không dám xâm phạm vậy tại sao không để thế hệ trước trấn giữ biên quan như vậy chẳng phải rất ổn thỏa sao nhưng câu trả lời nhận được lại là số lượng tứ lập cảnh ở thế hệ trước không nhiều tiếp đó ngoài những yêu vương già đã được cảnh cáo như thế này cứ cách vài năm hoặc mười mấy năm thỉnh thoảng lại xuất hiện những yêu vương tứ lập cảnh khác chúng đến từ những nơi xa xôi hơn hoặc tu luyện từ trong rừng sâu núi thẳm không quen thuộc với đại vũ triều chúng lang thang đến lãnh thổ đại vũ triều thường hành động tùy tiện trực tiếp tàn sát thành trì có những con không kịp ngăn cản thậm chí có thể ngầm chiếm hết nửa châu thế hệ trước cần phải đi xử lý những yêu vật đó, hơn nữa đối với loại yêu ma đã xâm phạm biên giới và gây ra thương vong trên diện rộng này, việc cảnh cáo không có ý nghĩa gì, nhất định phải xử tử để răng đe, như thế chắc chắn sẽ gây nên hệ lụy, một trận đại chiến sẽ nổ ra. Nhiều thế hệ trước của phủ thần tướng cũng chết vì lý do này. Lý Hồng Trang thấy Lý Hạo chỉ lắng nghe nhưng không có bất kỳ nghi vấn nào, nhướng mày, lập tức tự mình nói, mặc dù đạo chủ Long Sơn không thể xâm phạm biên giới nhưng nếu ngươi liều lĩnh xuất hiện trong lãnh địa của hắn, hắn có lý do để giết ngươi, vì vậy tuyệt đối không được đến gần. Con si hổ quân mà ngươi nhìn thấy tối nay là tọa kỵ của đạo chủ Long Sơn. Ánh mắt Lý Hồng Trang trở nên lạnh lùng, nàng nói tiếp, bản thân những yêu ma tứ lập cảnh này không động thủ nhưng lại dung túng cho yêu ma dưới trướng nhiều lần xâm phạm thăm dò, một khi bị thương hoặc thất bại, chúng lập tức chạy về, nếu liều lĩnh truy đuổi theo chúng ra ngoài biên giới ngược lại sẽ bị chúng bắt lấy ăn thịt tọa kỵ sắc mặt lý hạo cổ quái một yêu vương chân long tọa kỵ lại là hổ trồng cưỡi hổ thảo nào trên người hổ yêu có xiềng xích hẳn là vật trói buộc giống như yên ngựa cũng trở thành vũ khí công kích của nó ngoài đạo chủ long sơn còn có yêu vương thứ hai ở phía bắc lý hồng trang lại vẽ một vòng tròn trên mặt đất nhưng phạm vi lớn hơn nhiều cũng gần với vòng tròn của doanh trại hơn đây là dãy núi vạn yêu bên trong có một yêu vương tu luyện lâu năm chúng ta gọi nó là yêu vương vạn sơn yêu vương vạn sơn và long chủ có thực lực tương đương không biết ai cao ai thấp dù sao thì nếu chúng ta gặp phải chắc chắn chỉ có một chữ chết nhưng nó cũng đã bị ghi tên vào danh sách con lục nha chập trư mà ngươi vừa giết chính là mãnh tướng dưới trướng của nó tiếp đó nàng lại vẽ một vòng tròn ở phía nam đây có một ngọn núi đơn độc nhưng trong phạm vi 500 dặm, không ai dám bước vào, cũng không có yêu ma nào dám xâm phạm. Bên trong là yêu vương thứ ba, yêu vương Thánh Sơn, Lý Hồng Trang nhìn Lý Hạo, nói, người có thể khá quen thuộc với lai lịch của yêu vương này, nó từng tu luyện trong Thánh Cung ở Yến Bắc, nắm giữ tuyệt học của Thánh Cung yêu tộc, hình như đã từng là một trưởng lão ở đó, hiện tại đã thoát ly, mấy trăm năm trước chiếm giữ một ngọn núi ở đây, tự xưng là Thánh Sơn. Phụ thân ngươi giao thủ với Thánh cung mười mấy năm, tình hình ở Yến Bắc hẳn là vô cùng phức tạp, ta cũng không biết quá nhiều, phụ thân ngươi có thể trở về, thật là may mắn. Lý Hạo không nói gì, mặt không biểu cảm. Hắn nghe ra hàm ý trong lời nói của Lý Hồng Trang, chiến tranh Yến Bắc gian khổ. Chắc hẳn đối phương cho rằng, mâu thuẫn giữa mình và nam nhân kia, là vì hắn chinh chiến nhiều năm không về nhà, mình thì oán hận không hiểu. Về chuyện này, hắn không giải thích gì, cũng không cần giải thích. Vậy Bắc Lẩm Quốc có xâm phạm biên giới không? Lý Hạo hỏi. Lý Hồng Trang hơi nhíu mày, thấy Lý Hạo không tiếp lời mình, thoáng thở dài trong lòng. Là cô cô của Lý Hạo, muội muội của thất ca ca, đương nhiên trong lòng nàng hy vọng cặp phụ tử này hóa giải mâu thuẫn, trở nên hòa thuận. Nhưng hiện tại xem ra, tạm thời không có hiệu quả gì. Nàng cũng không nghĩ nhiều nữa, tập trung trả lời vấn đề của Lý Hạo, nói, bắt lẫm quốc nào dám công khai xâm phạm, chỉ thích lén lút làm một số hành động nhỏ thôi, ví dụ như cúng bái đạo chủ Long Sơn, mỗi năm đều lén lút hiến tế không ít sinh mạng tươi sống, để thử thăm dò chúng ta. Nói đến đây, sắc mặt nàng lạnh như băng. Lý Hạo cao mày, lấy người sống tế yêu ma, ở Đại Vũ Triều cũng chỉ có một số thôn trấn cực kỳ lạc hậu mới làm như vậy. Phạm nhân cúng bái yêu ma, đổi lấy sự bảo vệ hoặc sức mạnh của yêu ma, mượn đó làm hại dân lành. Một khi sự việc bại lộ, Trấn Yêu Ti sẽ ra mặt giải quyết, chém giết toàn bộ những người liên quan. Nhưng hiện tại, các quốc gia lớn khác lại dùng phương thức không biết xấu hổ này để nhắm vào Đại Vũ Triều. Quả nhiên trước chiến tranh, mọi thủ đoạn đều được sử dụng hết. Sau khi Lý Hồng Trang nói xong, Lý Hạo cũng hiểu được đôi chút về tình hình bên ngoài thiên môn quan. Tối qua ngươi giết si hổ quân và lục nha chập trư, chắc chắn chúng rất nổi giận, có thể sẽ tấn công lần nữa trong thời gian tới, thậm chí là ngay ngày mai. Ánh mắt Lý Hồng Trang không hề lùi bước, ngược lại còn hiện lên vẻ lạnh lùng sát phạt. Lý Hạo khẽ gật đầu, hỏi, vậy ngày thường chúng đều ở trong hang ổ của yêu vương sao, chúng không có hang ổ riêng của mình ư, tất nhiên là không. Lý Hồng Trang đáp, đạo chủ Long Sơn cách đây năm dặm, đi về cũng mất không ít thời gian, huống hồ mảnh tướng nào thích ngày ngày ở dưới mí mắt của chủ tử, Chúng đều có hang ổ riêng của mình ở bên ngoài, ngày thường giao phối, ăn uống cũng tiện hơn. Ánh mắt Lý Hạo khẽ động, hỏi tiếp, vậy ngươi biết vị trí hang ổ của chúng không, ngươi thật sự muốn đi diệt hang ổ của chúng? Lý Hồng Trang kinh ngạc hỏi. Lý Hạo gật đầu, đã giết thì phải giết sạch. Hắn nói rất bình tĩnh nhưng Lý Hồng Trang nghe thấy thì không khỏi nheo mắt lại, ngay sau đó trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên nụ cười, nói hay lắm, có sát khí, ngay lập tức nàng dùng kiếm vẽ hai vòng tròn trên mặt đất trước đó thám tử đã đi xem xét có lẽ ở hai hướng này cách đây khoảng ba bốn trăm dặm ngươi có thể đi xem xét nhưng đừng đi quá xa nếu không đi vào lãnh địa của yêu ma bị yêu vương phát hiện ra thì thần tiên cũng khó cứu nổi ngươi lý hạo nhìn bản đồ sơ sài mà nàng vẽ ghi nhớ phương hướng lúc này chiếc nanh trong tay hắn cũng đã nóng đến mức gần như thích hợp hắn lập tức thu lại viêm lực trong tay dùng sừng thú mài dũa điêu khắc. Điểm kinh nghiệm điêu khắc cộng 24, cộng 19, cộng 35. Từng dòng thông báo kinh nghiệm hiện lên, Lý Hạo đang mài dũa rất nghiêm túc. Sau khi nung nóng viêm lực trong nửa giờ, lại kết hợp với sừng thú và lực lượng khổng lồ, tiến độ mài dũa chiếc nanh này tăng lên nhanh chóng. Có lẽ chất liệu của chiếc nanh trư yêu này khá hiếm, thông báo giá trị kinh nghiệm liên tục xuất hiện, thỉnh thoảng còn xuất hiện giá trị kinh nghiệm lớn. Đợi thịt nướng chín, Lý Hồng Trang tự mình cầm lên ăn. Còn Lý Hạo vẫn đang mài dũa, điêu khắc đạo của hắn đột nhiên xuất hiện thông báo, vậy mà đã tích lũy được 500 điểm kinh nghiệm, nâng lên nhị đoạn rồi, chớp mắt, hai điểm kỹ nghệ đã đến tay. Lý Hạo không khỏi cảm thán, điểm kỹ nghệ của điêu khắc đạo thật dễ kiếm. Tuy nhiên, hắn đoán là không thể tách rời khỏi phẩm chất của chiếc nanh heo này, nếu hắn tự điêu khắc một tấm gỗ bình thường ước tính giá trị kinh nghiệm chỉ tăng một điểm hai điểm để kiểm chứng điều này lý hạo mài dũa đến một nửa lần thứ hai nung nóng chiếc nanh hắn dùng một tay điêu khắc sừng thú lên gốc cây đang ngồi với điêu khắc đạo nhị đoạn hắn đã có thể điêu khắc tinh xảo sống động như thật nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha